Xin chào quý khách hàng, em là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang bàn giao 7 chiếc xe Ford Ranger XLS AT và bàn giao thêm chiếc xe thứ 8, đó là chiếc xe Ford Everest Titanium. Thì 7 chiếc xe này là bàn giao tại showroom, còn chiếc xe này sẽ được vận chuyển lên xe thớp về với lại chủ nhân là anh Vinh đến từ Sóc Trăng. Đây, xe thớt đang chờ sẵn để vận chuyển về cho anh Vinh. Thì hôm nay trước khi vận chuyển đi á, thì Cường sẽ quay cái video nói về, kể về cái câu chuyện của chiếc xe anh Vinh đến từ Sóc Trăng. Chiếc xe anh Vinh chọn là chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium hai cầu cao cấp nhất màu trắng. Và phải nói anh Vinh là một khách hàng lựa chọn rất là thông thái nha. Anh nó biết được cái thời điểm nào là thời điểm chín mùi, cái thời điểm mà giá Ford Everest tốt nhất, và anh quyết định đặt cọc giữ xe đó, giữ chương trình đó. Và đến ngày hôm nay, sau khoảng tầm hơn một tháng một xíu, khoảng một tháng 10 ngày, thì anh Vinh đã đưa chiếc xe này về với lại dinh thự của anh Vinh ở dưới Sóc Trăng. Đó là một chiếc xe rất là đẹp với một cái mức giá vô cùng hợp lý. Và ngoài ra anh Vinh đã lựa chọn và lên thêm một số option cho chiếc xe của mình. Thì cụ thể với những cái option anh Vinh lên như thế nào, thì ngay bây giờ Cường mời quý khách hàng cùng tìm hiểu chi tiết với Cường qua video ngày hôm nay về tất cả những cái option đã lên cho chiếc xe của anh Vinh, để cho quý khách hàng đang có nhu cầu mua xe hoặc dự định mua xe, hoặc là mình mua xe rồi, mình có thể là lấy cái video này làm cái video tham khảo để mình biết được khi cái option đó lên thực tế cho chiếc xe của mình nó sẽ như thế nào. Và Cường xin cảm ơn anh Vinh rất nhiều đã tin tưởng Cường Auto cũng như là Sài Gòn Ford để Cường có dịp làm một chiếc xe gửi đến cho anh Vinh. Và mỗi khi Cường chuẩn bị bàn giao xe thì Cường mong muốn là quay một cái video kiểu này để thứ nhất là lưu lại những cái hành trình cũng như là kỷ niệm khi một chiếc xe mới tinh chuẩn bị bàn giao đến khách hàng, và muốn gửi gắm đến cho quý khách hàng để quý khách hàng là hình dung được thực tế là với chiếc xe của mình làm thêm những cái option đó cụ thể nó như là. Ngay bây giờ Cường mời quý khách hàng cùng tìm hiểu chi tiết với Cường. Option đầu tiên không thể thiếu trên bất cứ một chiếc xe ô tô nào, đó là phim cách nhiệt. Thì trên chiếc xe của anh Vinh cũng vậy, anh Vinh đã chọn cho mình một cái loại phim cách nhiệt, thì nó rất là tốt. Cái tốt ở đây á, nếu mà xét về mặt thương hiệu á, ví dụ như cái dòng phim này, dòng phim sân tất của Mỹ, thì nếu quý khách hàng nghe qua thì nhiều khi mình có không có thân thuộc bằng những cái dòng phim nổi tiếng như là phim 3M nha. Nhưng mà thực tế có rất nhiều khách hàng lầm tưởng cứ phim 3M là ngon. Nhưng quý khách hàng phải đặc biệt lưu ý một điều giúp Cường, phim 3M nó có rất là nhiều dòng, dòng thấp, dòng trung, dòng cao, dòng cao cấp. Thì một số những cái dòng phim của 3M thực tế mà nói, cái tầm tài chính nó đâu đó khoảng tầm 7-8 triệu với 3M là chưa ngon nha. Mà 3M nó sẽ rất là mắc về cái giá trị thương hiệu, cũng như là giá nó hơi ảo một xíu. Hình dung đơn giản như thế này, ví dụ như cùng một tầm tiền, Cường nói ví dụ như là 8-10 triệu đi, chúng ta đi dán phim 3M và một cái dòng phim khác như là sân tất này hoặc là VUS, thì cái dòng sân tất và VUS chúng ta hoàn toàn có thể dán cái dòng cao cấp nhất của hai cái hãng phim này, hoặc là VCool hoặc là những cái dòng khác. Nhưng với 3M 8-10 triệu chúng ta chỉ dán được cái dòng trung bình khá của nó mà thôi. Cho nên là xét về cái chất lượng hay là những cái chỉ số chống tia UV, tia hồng ngoại, tia cực tím các thứ, thì cái dòng phim 3M trong cùng một tầm tiền thì nó sẽ không có ngon bằng những cái loại phim kiểu như thế này. Cho nên là cái này Cường nói thật, nhiều khách hàng thì cũng chưa biết được. Cho nên là hy vọng là Cường chia sẻ như vậy để giúp ích cho quá trình quý khách hàng sử dụng xe này, mình có thêm những cái kinh nghiệm để mình mua xe, mình làm thêm cái option làm sao cho nó hợp lý nhất có thể. Chứ mình cứ nghe 3M, nhưng mà 3M thì Cường nói thật phải dán 3M Crystal Light với Ford Everest nó khoảng tầm 18-20 triệu một bộ, thì lúc đó là cái tiền nó phải nói là gấp đôi những cái dòng phim kiểu như thế này, thì lúc đó 3M mới đúng là 3M nó ngon thực sự. Nhưng mà Cường nói thật, ví dụ như 3M Crystal Light nha, cái tầm tiền nó gấp đôi, nhưng mà những cái chỉ số chống tia UV, tia hồng ngoại, tia cực tím á, nó chỉ nhìn hơn những cái dòng phim này khoảng tầm 10-15% thôi. Tức là mình phải bỏ ra cái số tiền gấp đôi, nhưng mà cái chỉ số của một cái loại phim nó chỉ nhìn hơn khoảng tầm 10-15%. Thì ví dụ như khách hàng nào dư giả tài chính á, thì mình cứ thoải mái mình dán cái dòng cao cấp nhất mà chơi. Còn một số những khách hàng mà mình cân đo đong đếm thì Cường nói thật, đi những cái dòng này nó ngon hơn nhiều. Tiền thì hợp lý, chất lượng thì ngon lành. Nhìn cái xe này nó rất là đẹp ha. Thì đối với lại phim cách nhiệt thì Cường nói nhanh một xíu là công dụng của nó thì quý khách hàng đã quá là quen thuộc rồi. Đầu tiên là nó làm cho cái xe đẹp này, nhìn cái xe nó đen này,
phối cái tông màu của chiếc xe này, màu trắng màu đen nhìn nó rất là đẹp, nhìn cả đằng sau cũng vậy đó, nhìn cái xe nó đen, nó liền lạc, nó tạo cái không gian riêng tư ở bên trong. Cái thứ hai nữa là nó bảo vệ sức khỏe của chúng ta, bảo vệ làn da của chúng ta trong quá trình là sử dụng, nó cản những cái tia UV, tia hồng ngoại, tia mà có hại cho da, hay là nó bảo vệ chính những cái vật dụng, đồ nhựa, thiết bị điện tử ở bên trong xe nó không bị quá nóng, thì nó sẽ bảo vệ chiếc xe của chúng ta tốt hơn, bảo vệ sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Và cái thứ ba nữa là khi mà không gian ở bên trong mát mẻ hơn thì chắc chắn một điều rằng là mình sẽ mở điều hòa ở cái cấp nhỏ hơn, bởi vì mình đỡ nóng hơn mà mình mở điều hòa nhỏ hơn, thì về lâu về dài nó sẽ giúp cho chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Đây, ví dụ như nhìn ở ngoài vô thì nó rất là tối, nhưng mà nhìn bên trong ra nè, nó sáng trưng vậy nè, bởi vì những cái dòng phim xịt thì một chiều thôi, chiều trong nhìn ra thì sáng, để giúp cho quý khách hàng quan sát, ví dụ như là gương chiếu hậu các thứ này nó thuận tiện hơn, hoặc là mình nhìn vô bên ngoài nó sáng sủa hơn. Nhưng mà nhìn từ bên ngoài vào thì phải nói là rất là khó, trừ khi mình lại mình soi lại gần thì mình mới nhìn được ở bên trong nó có cái gì. Đó là phim xịn nha. Còn phim dổm á, thì quý khách hàng cứ để ý những cái xe mà tự nhiên bị khoét đây nè, là dán phim dổm. Bởi vì phim dổm á thì nhìn ở bên trong ra nó cũng tối, nhìn ở bên ngoài vào nó cũng tối, chủ yếu nó là phim màu, không phải là phim cách nhiệt mà phim màu thôi, cho nên là cứ phải khoét này. Còn phim xịn thì ít lắm, ít ai mà khoét cái này lắm, bởi vì nhìn ở bên trong ra nó sáng trưng à. Và cuối cùng nữa là lỡ chẳng may kính có bị bể thì có cái phim này nó sẽ tạo một cái màng để nó không có để cái kính nó vỡ vụn ra, nó bắn người vào bên trong xe. Đó là một cái rất là hay của phim cách nhiệt, cho nên là phim cách nhiệt thì Cường khuyên quý khách hàng là nên sử dụng cái dòng phim cách nhiệt nó ok một xíu, bởi vì về lâu về dài mình đi xe gần như là cứ lên xe là mình sẽ tiếp xúc với lại cái phim cách nhiệt này. Tiếp theo là lót sàn 6D. Đây là cái màu lót sàn 6D mà anh Vinh đã chọn cho chiếc xe của mình, với cái vân là vân carbon nè, mình sẽ quay nha. Đó, cái vân carbon và cái đường chỉ may là đường màu đỏ cho nó thêm một chút cái sự nổi bật ở cái phần sàn. Chứ nó đen hết thì nhìn nó hơi tối, và cái phần tối ở đây làm cái màu nó không sáng quá cũng không tối quá. Thì đối với lót sàn 6D thì ưu điểm của nó thì Cường đã chia sẻ trong rất nhiều video rồi, nó được cái là sạch, tức là nó có thêm một cái lớp rỗi này nè. Thì cái phần lớp rỗi này nó sẽ hứng toàn bộ những cái bụi bẩn, bùn cát mà mình leo lên leo xuống cái xe á, nó sẽ hứng ở đây. Mình chỉ cần tháo cái tấm này ra, mình rủ bụi là sạch. Còn một số những cái loại lót sàn khác á, thì nó trên cái bề mặt mình bước lên bước xuống nó cứ xè, nó không có hứng được cái cát á, thì lúc đó là bụi các thứ nó cứ bay lên cái phần màn hình táp lô, nó bụi nhìn nó rất là khó chịu. Thì cái lót sàn 6D này được cái ưu điểm lớn nhất là sạch, và nó ôm trọn sát hết cái phần thân xe. Thì có rất nhiều loại lót sàn, lót sàn nhựa, lót sàn cao su, lót sàn đúc, lót sàn thảm, lót sàn 6D, rất là nhiều loại khác nhau. Thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình để quý khách hàng có thể chọn được một cái loại lót sàn phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng của mình, chứ không nhất thiết là phải là lót sàn 6D nha. Mà mình thích cái nào mà mình cảm thấy ưng ý thì mình dùng cái loại đó. Option tiếp theo nữa đó là lên thêm 3 loa cho chiếc xe Ford Everest. Thì ở cột D trên Ford Everest ở cái vị trí này, nó đã có sẵn một cái vị trí bắt loa chờ, nhưng mà ở bên trong thì sẽ không có loa nha. Thì chúng ta sẽ lên thêm 2 cái loa cảnh cho cái vị trí cột D, bên này một cái và bên kia một cái. Và nguyên bản của nó có sẵn cho chúng ta là jack zin vị trí lắp, chúng ta chỉ việc mua loa lắp và kích hoạt là xong. Bởi vì chiếc Ford Everest ở thị trường Úc nó có tới tận 11 loa, thì trên Ford Everest về Việt Nam sẽ bị cắt mất 2 cái loa ở cột D và loa trung tâm. Tí nữa Cường sẽ quay loa trung tâm. Còn đây là vị trí của cái loa cột D trên Ford Everest này. Thì nếu không có cái loa cột D này, người ngồi ở hàng ghế thứ 3 sẽ có một cái trải nghiệm âm nhạc nó không được tốt như ở hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3. Đó, hai cái loa này chi phí thì cũng rất là hợp lý. Còn đây là vị trí của loa trung tâm. Đây là cái màng loa trung tâm đây. Thì nguyên bản của chiếc xe sẽ không có cái màng loa này, mà nó là một cái miếng nhựa như thế này đây. Thì sau khi lắp xong thì nó sẽ có một cái màng loa như thế này. Còn cái module zin này thì Cường sẽ trả lại cho khách hàng. Thì khi lắp xong thì ở phía dưới này một cái loa trung tâm. Thì tổng cộng bây giờ trên xe sẽ có tổng cộng là 11 loa, bao gồm 8 loa đã lắp đặt nguyên bản trên xe và 3 loa lắp thêm là loa trung tâm và 2 loa ở cột D. Thì bây giờ Cường sẽ mở nhanh một bài hát để cho quý khách hàng cảm nhận được cái âm thanh trên chiếc xe Ford Everest này. Rồi, ngay bây giờ Cường mời quý khách hàng nghe một bài hát có tiếng bass và tiếng trap để mình có thể cảm nhận. Nhưng mà qua video thì qua cái mic thu âm của Cường nó có lọc bớt đó
nó bóp cái âm lại, cho nên là nó sẽ không có được như là vị trí Cường ngồi Cường nghe trực tiếp như vậy đâu. Nhưng mà nghe phải nói rất sướng. Nãy giờ Cường nghe mấy lần phải nói là cực kỳ phê luôn. Nghe nha. Đêm nay thời gian chẳng như lắm nữa. Nãy giờ Cường mở mới chỉ có 2/3 công suất của loa thôi nha. Nếu mà mở maximum, nó dập cho chúng ta là có một cái cảm giác là không khác gì ngồi trong một cái phòng karaoke đâu nha. Phải nói cực kỳ tuyệt vời với cái bộ loa 11 loa trên chiếc xe Ford Everest. Với Ford Everest, quý khách hàng không cần độ thêm loa mà chỉ cần lắp thêm một loa trung tâm và hai loa cánh ở cột D là chúng ta đã có một cái trải nghiệm âm nhạc rất là tuyệt vời rồi. Không cần lắp thêm loa, không cần độ thêm làm gì cả. Bởi vì nguyên bản của chiếc xe này với cái dàn âm thanh của Ford, lắp thêm loa trung tâm và loa cánh ở cột D của JBL thì chúng ta đã có một cái trải nghiệm âm nhạc rất là tuyệt vời rồi. Phải nói là cái chất lượng âm thanh nguyên bản của chiếc xe Ford Everest, phải nói là cái loa của Ford tuy là không có tên tuổi nhưng mà cái chất lượng âm của nó rất là tốt. Option tiếp theo Cường muốn chia sẻ đó là camera hành trình Vietmap B2. Thì đối với lại camera hành trình Vietmap B2 này là một cái loại cam ốp vô cái màn hình gương. Nguyên bản của chiếc xe này là cái gương chiếu hậu đằng sau này nè. Thì cái này nó sẽ lắp lên cái vị trí gương chiếu hậu này và nó có ghi hình cả đằng trước và đằng sau luôn. Với cam B2 này thì Cường thấy cái ưu điểm lớn nhất của nó là nhìn nó sẽ rất là gọn gàng. Nhìn nó gọn như thế này, gần như là không có một cái camera nhỏ nhỏ lắp ở đây hoặc là một cái màn hình ở đây, mà nó sẽ rất là gọn gàng. Và nó với cái B2 này thì nó có tất cả những cái tính năng cảnh báo tốc độ, cảnh báo camera phạt nguội, bản đồ Vietmap ghi hình đằng trước đằng sau, tất cả những cái gì nổi trội nhất của nhà Vietmap thì trên cái cam B2 này đều có cái tính năng đó. Ngoài ra thì có một cái loại cam khách hàng cũng xài rất là nhiều, đó là M1, thì nó gọn hơn, nó sẽ lắp ở vị trí đây hoặc là vị trí ở trên này, thì nó cũng có đầy đủ những cái tính năng như cái B2, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái là không có bản đồ Vietmap. Đây, bản đồ Vietmap này, mình bấm vô thì nó sẽ có sẵn cho chúng ta một cái bản đồ Vietmap S1 này luôn, ghi hình cả đằng trước và đằng sau. Đó, Cường sẽ mở camera sau cho quý khách hàng xem nè. Đây, muốn lắp cam chuyển camera sau, mình bấm vô camera sau đây, thì lúc đó là cái camera sau của chúng ta đây. Thì cái này nó có một cái hay á, là ví dụ như quý khách hàng mà muốn nhìn gương chiếu hậu ở đằng sau á, bởi vì mình che mất cái gương chiếu hậu mà, thì chắc chắn là sẽ nhìn không có được đúng không? Thì có cái này mình chỉ cần chuyển cam sau thôi là chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh ở cái phần đằng sau luôn. Thậm chí nhìn nó còn rõ hơn cả cái việc là chúng ta nhìn gương chiếu hậu đằng sau. Bởi vì nhiều khi chúng ta chở người đằng sau á, cái đầu của người lớn á, hoặc là mình chở những vật dụng nó cao á, thì nó sẽ khuất cái tầm nhìn, nó sẽ không có cái khoảng trống để chúng ta nhìn xuyên ra đằng sau. Mà lúc đó thì cho dù chúng ta chở đồ cỡ mấy nhưng mà có camera này chúng ta vẫn quan sát ở đằng sau rất là tốt. Đó là cái ưu điểm của B2 này. Option tiếp theo Cường muốn chia sẻ đó là cái ti nâng hạ nắp capo. Đây là nắp capo nè, thì nó sẽ gắn thêm hai cái ti ở đây, bên kia một ti, đấy, hai ti hai bên. Thì Ford Everest nguyên bản thì nó chưa có cái ti nắp capo mà mình phải dùng cái thanh chống ở đây nè để mình chống lên. Thì bây giờ có thêm hai cái ti đó, cái việc mở lên xuống nắp capo nó rất là đơn giản và lắp như nguyên bản nha. Bởi vì nguyên bản người ta đã chừa cho chúng ta những cái con ốc để bắt cái ti nắp capo này. Chúng ta chỉ cần gắn thêm cái bát ở đây nè, và trên kia là cái ốc nắp capo, chỉ cần tháo ra và vặn lại là chúng ta sẽ gắn thêm được cái ti nắp capo này. Nó sẽ giúp cho chúng ta rất là dễ dàng trong quá trình là mở nắp capo. Bởi vì cái nắp capo của chiếc xe Ford Everest tương đối là cao nha, Cường cao 1m7 mà nhiều khi mở cái nắp capo này còn phải vỡ lên rất là nhiều. Và cái nắp capo này tương đối là nặng bởi vì cái diện tích của nó tương đối là lớn nha. Cho nên là mình mở lên mở xuống, đặc biệt là những cái lúc mà nắp capo nó nóng á, đang chạy mà cần những cái trường hợp mà mình cần mở nắp capo lên mà nó nóng á, thì lúc đó là có thể là phỏng tay luôn, nó rất là nóng. Cho nên là có cái ti này nó sẽ giúp cho chúng ta thuận tiện hơn rất là nhiều trong quá trình chúng ta sử dụng xe hàng ngày.
đặc biệt là các chị em phụ nữ hoặc là những người mà có cái thể trạng chiều cao tương đối là thấp á, thì lúc đó là có cái tinap carbon này phải nói là thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng rất là nhiều. Một cái option nhỏ tiếp theo thôi, nó rất là nhỏ thôi, rất là tiểu tiết nhưng mà thể hiện được cái sự tinh tế của chủ nhân chiếc xe Ford RS, đó là cái chống chảy bật bước như thế này. Nguyên bản của chiếc xe thì đây nó chỉ là cái phần sơn thôi. Ví dụ như người có ý thức hay là chủ xe thì yêu xe thì người ta bước lên bước xuống, bước lên cái bậc bước, bước thẳng vào trong xe. Nhưng mà nhiều khi nhà có con nít, em bé, trẻ con á, hoặc là người người ta không để ý á, thì chúng ta bước lên cái phần này thì cái phần này chắc chắn nó sẽ bị chảy, bởi vì nó là một cái lớp sơn rất là bình thường. Mình bước lên bước xuống kiểu gì nó cũng chảy, và sau một thời gian thì nó chảy dăm, nó chảy nhìn nó rất là khó chịu. Còn có một cái miếng nhôm CNC này, này là chưa lột tem nha. Mình lột ra thì cái màu nhôm của nó sẽ như thế này đây, nhìn nó rất là đẹp. Thì lúc đó là mình bước lên bước xuống thoải mái, không sợ bị chảy. Cùng lắm một thời gian mình thay cái miếng này, chi phí nó rất là rẻ là xong. Cho nên là một cái option nhỏ thôi nhưng mà thể hiện được cái sự chăm chút của chủ nhân dành cho chiếc xe Ford RS, dành cho chiếc xe thân yêu của mình. Option tiếp theo là mở độ nghè hàng ghế thứ ba. Thì cái option này sẽ rất phù hợp với gia đình của những chủ nhân chiếc xe mà thường xuyên đi 7 người trên chiếc xe Ford RS. Bởi vì nguyên bản của chiếc xe Ford RS hàng ghế thứ ba nó tương đối là đứng nha, nó không có được thoải mái cho lắm. Còn khi chúng ta làm thêm cái độ ngả này, cái ghế nó có thể ngả ra thêm tới 10 cm. Bây giờ Cường sẽ thực hiện cái thao tác cho quý khách hàng xem nha. Cường sẽ để camera ở đây. Rất là dễ dàng. Khi bật lên thì nấc, cái nấc đầu tiên sẽ là cái nấc nguyên bản của chiếc xe. Thì khi chúng ta muốn ngả ra thêm, chúng ta chỉ cần kéo cái ghế này ra đằng sau và đồng thời nhấn cái nút bên trái hoặc bên phải. Đây nó có hai nút bởi vì đây là phiên bản hai cầu, cho nên là hàng ghế thứ ba là hàng ghế gập điện. Cường sẽ thực hiện nha. Cường sẽ kéo hàng ghế bên phải này ra và bấm vô cái nút R là nút drive, là nút bên phải. Đó, thì bây giờ nó ngả ra thêm đâu đó, Cường nghĩ là hơn 10 cm luôn nha. Nếu mà đo ra thì khoảng, không có thước, nhưng mà khoảng tầm 15 cm. Thì lúc đó là rất thoải mái cho quý khách hàng trong quá trình là sử dụng xe. Mình ngồi nó thoải mái hơn. Ngay cả những người ngồi hàng ghế thứ ba cũng có một cái cảm giác thoải mái như người ngồi hàng ghế thứ hai. Bởi vì cái không gian ở bên trong của hàng ghế thứ ba này là tương đối là rộng nha. Nó chỉ có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là cái độ ngả của cái lưng ghế tương đối là đứng. Còn về khoảng không nè, độ êm nè, khoảng để chân nè, mọi thứ rất là ok trên hàng ghế thứ ba của Ford RS này. Còn ngược lại, muốn về zin thì chỉ cần bấm cái nút này. Đó, thì nó sẽ gặp lại. Chúng ta sẽ bấm 2 lần nha, bấm 2 lần liên tục, nó sẽ gặp phẳng về. Còn ngược lại, bấm lên thì nó nấc đầu tiên sẽ là cái nấc zin trước cái đã. Đó, chắc là nó không mất zin nha. Đó, như zin. Muốn ngả ra thêm, kéo ra và bấm cái nút này là nó ngả ra thêm. Đó, đó là một cái option cũng nhỏ thôi nhưng mà rất là hay trong quá trình chúng ta sử dụng xe Ford RS. Còn đây là camera hành trình phía sau này của cái bộ cam Vietmat B2 này. Option tiếp theo nó đó là phủ gầm. Đây, chúng ta hãy nhìn cái phần sexy. Đây, cái thanh sexy đó, đó. Thì nguyên tất cả những cái phần sexy ở phía bên dưới gầm sẽ được phủ thêm một cái lớp cao su non gốc nước. Cái lớp cao su non này nó sẽ có tác dụng là nó bảo vệ cái phần gầm của chúng ta tốt hơn và nó tạo cái hiệu ứng cánh sen. Nó sẽ giúp cho chiếc xe Ford Everest khi mà đi mưa, bụi bẩn, bùn cát, nó sẽ không có đọng lại theo thời gian mà nó sẽ trôi xuống một phần để giúp cho phần gầm của chúng ta sạch sẽ hơn trong quá trình là sử dụng. Thì lúc đó là mình đi xe một thời gian á, mình chỉ việc đơn giản là mình cứ rửa xe, mình nâng cái phần gầm lên, mình xịt, chắc chắn là nó sẽ rất là sạch. Và nguyên bản của chiếc xe Ford RS này thực ra mà nói nó đã có một cái lớp gầm rồi, có một cái lớp sơn để bảo vệ cái phần gầm của chúng ta rồi. Tuy nhiên đối với những khách hàng kỹ tính á, người ta phủ gầm không phải là để bảo vệ phần gầm tốt hơn mà đơn giản là chỉ muốn cái phần gầm của chúng ta lúc nào nó cũng sạch sẽ, để mỗi lần mình nâng xe lên hoặc mình đi bảo dưỡng mình nhìn cái phần gầm nó được sạch, nó keng xà beng, chứ không phải đơn giản là cái việc rửa ở bên ngoài xe cho nó sạch là được, mà tất cả những cái chi tiết dù ở dưới bên dưới phần gầm cũng phải sạch nhất có thể. Đó là cái tính cách, cái sở thích của những người yêu xe cũng giống như Cường vậy. Cường cũng rất là thích một cái xe nó sạch từ trong ra ngoài, sạch từ trên xuống dưới, chứ không phải nhìn bên ngoài lúc nào cũng sạch sẽ nhưng mà nâng cái phần gầm lên toàn là đất đỏ các thứ, nhìn nó sẽ rất là dơ. Chứ thật sự mà nói thì với một chiếc xe Ford Everest nguyên bản nha, mình đi mình cũng chưa biết khi nào là cái gầm cho nó hư được. Nếu mà chúng ta cứ sử dụng ở những cái điều kiện đường bình thường nè,
không phải đi vô những cái đường điều kiện như là đất đỏ hay là muối biển các thứ á, thì Cường nói thật không biết khi nào mà hư đâu. Cho nên là nói về cái việc bảo vệ thì nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ trong đó thôi. Còn cái quan trọng nhất của những người yêu Ford, yêu xe mà người ta phủ thêm gầm là đơn giản người ta muốn cái phần gầm của chúng ta lúc nào cũng sạch đẹp. Chứ ví dụ như đối với lại anh Vinh ở đây, sử dụng điều kiện chủ yếu là chỉ đơn giản là đi đường bình thường thôi, chứ cũng không phải đi off-road hay đi đường biển hay đi đường đất đỏ gì cả. Thì lúc đó là nguyên bản của chiếc xe nó cũng đã giúp cho chúng ta là bảo vệ cái phần gầm rất là tốt rồi. Nhưng mà anh Vinh là một người rất là kỹ tính, muốn cái xe của chúng ta lúc nào cũng trong cái tình trạng là hoàn hảo nhất thì chúng ta phủ thêm gầm. Cho nên nhiều quý khách hàng cứ nói là cái phủ thêm gầm nó cũng chả có tác dụng bảo vệ gì. Nhưng mà thực chất, mục đích thực sự của những người phủ gầm không phải là bảo vệ gầm, mà là muốn chiếc xe lúc nào nó cũng đẹp nhất có thể. Option tiếp theo nữa đó là phủ ceramic. Không phải tự nhiên mà nhìn chiếc xe nó đẹp vậy đâu. Nhìn cái xe nó long lanh như một viên ngọc. Cái màu trắng này nó đã rất là nổi bật rồi, nhưng mà khi mà phủ thêm ceramic thì phải nói là tuyệt vời luôn. Vì khách hàng hãy nhìn cái màu sơn nè, rất là đẹp. Cường đang để xe 11 giờ trưa nha, rất là nắng nha. Và nhìn nè, nó tạo cái hiệu ứng phải nói rất là sâu. Nhìn cái nước sơn của chúng ta nó có cái chiều sâu hơn, và nhìn cảm giác như là có một cái màng bọc ở bên ngoài cái xe đó, đó chính là cái lớp ceramic. Thì với ceramic đối với lại những cái dòng xe cao cấp tiền tỷ á, thì dán phủ ceramic hoặc là dán BBF, thậm chí dán BBF 200-300 triệu một xe, nó là câu chuyện nó hết sức bình thường. Chứ đừng nói là phủ ceramic nó khoảng tầm dưới 10 triệu một xe như thế này. Bởi vì khi chúng ta đã có tiền mua một cái xe tỷ mấy hoặc là cả 10 tỷ rồi, thì cái câu chuyện bỏ ra thêm khoảng tầm 10 triệu hoặc là 200-300 triệu là một cái câu chuyện nó hết sức là bình thường. Cho nên là mình đừng có nghĩ phủ ceramic là một cái gì đó nó quá là cao siêu cả. Bởi vì giống như chúng ta mua cái điện thoại 10-20 triệu, chúng ta mua thêm cái ốp lưng vài chục ngàn để bảo vệ chiếc xe của chúng ta vậy đó. Và với phủ ceramic, Cường xin chia sẻ những cái công dụng sau đây. Thứ nhất là nó làm cái đẹp cái xe đó, nhìn cái xe nó đẹp hơn, nó bóng hơn. Thực ra mà nói, để mà nhìn một chiếc xe mới tinh, chưa chạy, có phủ ceramic và không phủ ceramic, không phải ai cũng phân biệt được. Bởi vì nguyên bản của nó xe mới mà, chúng ta sẽ cảm thấy được là nó không có cái sự chênh lệch nhiều. Nhưng chỉ cần sau 1-2 năm sử dụng thôi, đặc biệt là những cái xe màu trắng kiểu như thế này, hoặc là những cái màu đỏ cam, màu xanh, màu vàng á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cái công dụng của cái phủ ceramic sau một thời gian sử dụng. Nhìn cái xe có phủ ceramic nó sẽ đỡ bị xuống màu sơn hơn. Thì cái công dụng thứ hai đó là bảo vệ cái màu sơn của chúng ta. Ngoài cái việc làm đẹp, nó còn bảo vệ cái màu sơn của chúng ta. Đi một thời gian, đặc biệt là những cái màu trắng, nó sẽ không có bị ố nước, không có bị sọc kiểu như thế này. Và rất là dễ cảm nhận được đối với những cái xe màu nổi. Còn những cái xe mà không phủ ceramic đi một thời gian, Cường đảm bảo cái màu này nó thành cái màu nó ngà vàng hơn một xíu, chứ nó không có được trắng như thế này. Và tất nhiên phủ ceramic cũng không phải là vĩnh cửu nha. Ceramic chỉ có tác dụng bảo vệ đâu đó khoảng trong vòng 2 năm mà thôi. Tức là 2 năm chúng ta sẽ phủ ceramic lại một lần. Ceramic nó sẽ xuống cấp theo thời gian. Quý khách hàng cứ tưởng tượng ví dụ như là mình đi xe ngoài mưa, ngoài nắng, bụi bẩn á, thì nó sẽ tác động vào cái bề mặt sơn. Mà lúc đó nó sẽ tác động vào cái lớp ceramic, và dần dần cái lớp ceramic nó sẽ bị xuống cấp, chứ chưa tác động được đến cái lớp sơn nguyên bản của chiếc xe. Cho nên là cứ sau 2 năm chúng ta phủ ceramic lại một lần. Và cái công dụng thứ ba nữa đó là nó tạo cái hiệu ứng cánh sen. Cường đã cảm nhận rõ rệt bởi xe Cường cũng phủ ceramic. Cái lúc mà xe mình đi mà có phủ ceramic á, mình đi tự nhiên, ồ sao cái nắp capo của mình đi một cái đường nó mưa lầy lội vậy mà nó không có dơ nha. Bởi vì nó tạo hiệu ứng cánh sen nó trôi, đặc biệt là khi chúng ta chạy á, mưa á, nó lại trôi cái phần nước này ra. Và nhìn lại cái phần nắp capo nó sạch tưng à. Và rất là dễ dàng cảm nhận nếu quý khách hàng có dịp nha, mà mình đi hai cái xe cùng, ví dụ như mới rửa xong cùng một màu sơn, mình đi cùng một cung đường từ điểm A đến điểm B, đến điểm B mình nhìn lại một cái xe có phủ ceramic và không phủ ceramic, thì cái xe mà có phủ ceramic nhìn nó sẽ rất là sạch, nhìn nó sạch tưng à, nó đỡ dơ hơn. Còn cái xe mà không được phủ ceramic thì nhìn nó sẽ bám đầy bụi này, nước mưa, bụi bẩn, bùn cát lên chiếc xe của chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm nhận được là cái sự khác biệt có phủ ceramic và không phủ ceramic. Thì đó là ba công dụng chính của phủ ceramic. Còn thực ra mà nói, ceramic sẽ không có tác dụng chống chày đâu nha. Nó không có tác dụng chống chày. Va quẹt hay các thứ là vẫn bị chày bình thường. Còn nếu mà muốn chống chày thì chúng ta buộc phải dán BBF. Chứ có sao thì Cường chia sẻ vậy, chứ Cường cũng không nói quá để làm gì cả. Bởi vì Cường thấy một số đơn vị quảng cáo ceramic có tác dụng chống chày, nhưng mà thực tế
Ceramic không có tác dụng chống trầy nha. Đó, có sao cần chia sẻ thật với quý khách hàng để quý khách hàng mình cảm thấy là phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta thì chúng ta làm mà thôi. Và cuối cùng là một số những cái tiểu tiết thôi, ví dụ như là khăn lau nội thất nè, Cường cũng gửi cho anh Vinh hai cái để anh cần anh lau nội thất á, thì mình lau bằng cái loại khăn này để nó không bị sút dâm ở bên trong cái phần nội thất. Bởi vì những cái vị trí như phần màn hình hay phần nhựa ở bên trong xe là những cái vị trí nó rất là nhạy cảm. Mình mà lau bằng những cái loại khăn mà nó cứng nó khô á, là nó sẽ rất là dễ bị chày. Rồi là gối đầu, bình chứa lửa, cái này là cái module nhựa của cái phần loa trung tâm, túi đựng hồ sơ, bao tay lái, tấm che nắng và cái thảm sàn zin của xe. Đó thì Cường để lên hết cho anh đây, nước hoa nữa nè, thì để lên hết để anh Vinh có nhu cầu sử dụng thì mình sẽ sử dụng. Thì cái này Cường thấy là tuy nó nhỏ thôi nhưng mà ví dụ như cái khăn này nè, thực ra nó không có bao nhiêu cả, nhưng mà mình muốn cho khách hàng giống như mình vậy đó, lúc nào cũng yêu xe thì muốn chăm sóc chiếc xe của chúng ta tốt nhất có thể, thì lúc đó là mình lau xe hay các thứ thì mình làm nó đúng kỹ thuật, đúng công dụng, thì lúc đó là nó sẽ bảo vệ xe rất tốt. Còn ví dụ như là mình cũng lau xe nhưng mà lau bằng những cái loại khăn mà nó hơi cứng một xíu, thì sau một thời gian tự nhiên cái phần nhựa, cái phần màn hình ở bên trong xe nó bị chầy dăm, nhìn nó rất là xấu. Thì cái này là Cường cũng muốn là gửi gắm đến quý khách hàng để khi mà mình chăm sóc xe các thứ thì mình làm sao cho nó đúng kỹ thuật để mình chăm sóc chiếc xe của chúng ta được một cách tốt nhất có thể. Đó là toàn bộ những gì mà Cường muốn chia sẻ cho quý khách hàng về chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu của anh Vinh, chủ nhân đến từ Sóc Trăng. Hôm nay bên Cường bàn giao rất là nhiều xe ha, cho nên là quý khách hàng mà có nhu cầu mua xe thì cứ gọi điện thoại cho bên Cường để Cường có thể hỗ trợ cho quý khách hàng tư vấn giá cả một cách tốt nhất. Còn video hôm nay chỉ đơn giản là ghi lại một cái hành trình, một cái kỷ niệm của anh Vinh đến với lại Cường, để anh Vinh có thể lưu lại cái video này để mình xem được là khi mà xe của mình mới nhận nó sẽ như thế này đây. Và sau một thời gian mình sử dụng, mình cứ lâu lâu mình cứ quay lại mình xem lại cái video của chiếc xe của mình mới đầu tiên nhận xe các thứ thì nó sẽ cảm thấy rất là vui. Thì ngay bây giờ chiếc xe này sẽ lên xe vận chuyển đây, xe vận chuyển đang chờ sẵn đây luôn nè, lên xe vận chuyển ngay về Sóc Trăng cho anh Vinh. Và ngày mai anh Vinh sẽ đi làm thủ tục bấm biển số. Anh Vinh là nhà xe tải á, vận chuyển logistics ở dưới Sóc Trăng á, cho nên là tự làm biển số, không cần bên Cường hỗ trợ làm biển số. Bởi vì cái công đoạn đó anh Vinh đã quá là quen thuộc rồi, thì làm biển số, ra biển các thứ, đi đóng thuế, đăng kiểm là xong, mình chạy thôi. Cho nên nó rất là đơn giản. Và cái thứ hai nữa, cũng muốn chia sẻ video này để cho quý khách hàng lỡ có nhu cầu mua xe, hoặc là mình mua xe rồi mà mình chưa biết là nên lên thêm những cái option gì cho chiếc xe Ford Everest của mình, thì lúc đó là mình sẽ hình dung được cụ thể với những cái option đó lên cho chiếc xe, và cụ thể là màu trắng phiên bản 2 cầu này thì mình sẽ cảm nhận được thực tế như thế nào, để cho quý khách hàng là hình dung được là khi mà lên thêm những cái option đó nó sẽ như vậy, để cho quý khách hàng đỡ bỡ ngỡ. Bởi vì Cường biết được là không phải ai trong số chúng ta cũng có cái nhu cầu sử dụng xe, ví dụ như giống như Cường có những khách hàng lần đầu đi mua xe thì cảm thấy rất là bỡ ngỡ, không biết lên thêm những cái option gì đó. Cường xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã tin tưởng Cường Auto cũng như là Sài Gòn Ford, và Cường xin cảm ơn anh Vinh rất nhiều đã ủng hộ em Cường. Cường xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video tiếp theo. Có nhu cầu mua xe cứ gọi điện thoại cho Cường.